theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Đề nghị quý khách đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp vệ sinh cần thiết trong suốt chuyến bay. Nếu quý khách đang có các dấu hiệu như sốt, ho, mệt mỏi hoặc khó thở, vui lòng thông báo ngay cho thành viên phi hành đoàn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn. Hiệu VN7318 từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Nha Trang, thời gian bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh dự định là 40 phút. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Hôm nay là chuyến công tác của cả đoàn bắt đầu từ khi tu đi quay trở lại thăm chúng ta, cho nên là để an toàn nhất ấy, thì cả đoàn đi mặc đồ bảo hộ, và ai trong đoàn 10 người cũng mặc đồ như này đi máy bay. Mà cái đoàn này thì nổi tiếng lắm cơ, đi đến đâu đoàn nhìn hết, nhưng mà thôi an toàn cho các bạn nhé. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Đoàn đã trải qua những cái bước kiểm tra sức khỏe nhất định rồi, phải khai tờ khai y tế nè, rồi dừng chân ở đây để chờ tàu. Khi đến với cả resort Hạ Long thì chúng ta sẽ phải trải qua một đoạn đường từ sân bay Cam Ranh đi xuyên qua thành phố và đến với bến tàu ở đây. Và từ đây ra resort thì chắc là phải mất khoảng 15-20 phút để đi tàu thôi. Rất là nhanh chóng. Vừa cùng với ekip tới An Lâm và rất là cảm ơn sự đón tiếp rất là chu đáo của tất cả những bạn phụ trách tại nơi này, rất là nhiệt tình và đã dành cho Quen một cái không gian phải nói rất là thoải mái, rất là đẹp. Ngay trước mặt biển đây là một cái villa mà có cả hồ bơi ở kèm ở trong cái villa này nữa. Thế đây. Dậy thì biển ngay trước mặt đây rồi. Có thể xuống đây chụp hình nè. Đây là không gian để mình có thể ngồi ngắm biển nè. Còn đây là hồ bơi. Ok. Chị dạo một vòng xem xa nhà. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hình ảnh ở đây. Giờ thì theo đúng lịch trình thì bởi vì sợ là ngày hôm nay sẽ đổ mưa, cho nên là mình anh cùng với các bạn đang tức tốc để chuẩn bị make up để làm những shot hình đầu tiên tại đây. Hy vọng là kịp xong việc trước khi trời mưa. Đi, make up ở đâu mọi người? Ở trước ạ. Chà xuống tâm hồn, 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 chà x
ngày xưa đi canh nhau, canh qua mà đặc biệt mua đúng rồi, đúng rồi, nhạc rất hay, được cái đĩa luôn á, được cái đĩa biết không, còn còn mấy cái đồ tặng kèm với má bán, trời ơi, móc tiền mua không, mua bách tơ, trời ơi, về đâu có dán dán, tại tại nó in hai mặt, dán mặt này mặt mặt kia, để bà ngọc bao lâu lấy ngắm kỹ muốn chết, sợ rút của nó gắt, không đúng. Tình yêu hay hứa với tình yêu tình yêu. Hãy làm cho em yêu hơn đã yêu. Hỡi người yêu, hãy hứa với tình yêu. Hơi lắm. Khẩu đó. Đúng rồi đó bà. Yêu rung vậy đúng không? Ngày xưa nè. Đúng rồi. Là màu vàng. Đúng rồi. Bà kia là màu hồng, bà này là xanh dương nè. Đúng rồi, kiểu gì đó. Cô tiếng hát cái kiểu đó mà. Rồi đó, internet nó 12.000 một tiếng mới ra đúng không? Tôi nói bà ngày nào cũng lấy 6.000, ngày 6.000 nó nhiều dữ lắm. Nửa tiếng. Ra bắt YouTube coi hát bà ơi. Mạc nhạc nào mới ra solo, lúc mà mới solo đó. Cái này ra mày mới ra bà. Lại lên ngồi nghe đào phụ xong vô là hát nha. Chị ăn đứng hát rồi đó bà. Ngày nay là càng ta càng nhớ. Mặc cái đầm dạ hội đi ra bưng bá ga. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh, tưởng rằng em chưa mất anh, thì ra chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Kìa là đu dây, đu cái hộp trên thả dây xuống. Khó quá anh ơi, biết sao để quên một người. Khó quá anh ơi, biết sao để quên một người. Khó quá anh ơi, để em đến với anh. Ồ, dữ thơ, tôi nói dữ dội. Ngôn, mình em hát bài gì? Ôi, đang hát bài... Thời chồng vì sao? Thời chồng vì sao? Anh sáng ngôi sao ngày soi lối cho em và anh. Mọi người nhìn thấy xa xa kia có một cái gọi là khu lô tình ở trên giữa biển không? Mình sẽ lên thấy rất là một bình thủ thì mình thấy rất là đẹp. Chuyên dành cho các couple, các cặp đôi, nên mình dừng là thôi. Và không chỉ là
neo thuyền ở giữa biển để tắm hoặc mà còn có thể giúp đỡ nhau thì lại tàn đây nó sẽ là gì. Hôm nay là một buổi sáng thứ hai của ekip tại Nha Trang. Bây giờ Quỳnh sẽ dẫn mọi người đi khám phá một nơi rất là đặc biệt ở An Lâm. Ở đây lâu lâu ở đây thì bắt gặp các bạn khỉ này, các bạn khỉ nhâu này, rất là nhiều các bạn sống xung quanh khu vực này. Nói chung là không gian ở đây luôn luôn cho chúng ta cảm giác là hòa với thiên nhiên đó. Đó, những cây ở trên, chiêm ở trên cây đó. Dạ, bảo hôm nay sẽ đi cùng với mình để giới thiệu với một người. Ui, bạn gì đấy? Con ong. Con ong hả? Sao lại riêng tư như thế này là bởi vì là mình sẽ phải leo bao nhiêu bậc thang nhỉ? 100 bậc. Leo 100 bậc thang để lên được đến nơi. Cái này đúng là nếu như mà những cặp đôi nào mà ở trên đây á thì chắc là chỉ có gọi thức ăn về phòng nữa nhỉ? Yeah. Hoặc là buổi sáng nếu muốn xuống tập thể dục á thì cũng sẽ đi xuống đi dạo một chút. Mai mốt nếu mà chị có cơ hội đến đây để khám phá căn tree top này hai dạ. Người thì chắc chắn là chị sẽ ở đây thôi, chị không đi xuống nữa đâu. Đúng rồi, thế sẽ bộ bộ đã ăn lên tận phòng. Mọi người dịch bộ đã tận phòng luôn. Wow. À, tree top khu của cái hồ bơi. Yeah. Đây là một cái không gian mà bước ra đã cảm thấy rất là bình yên. Ghế nằm dành cho hai người. Hồ bơi. Hôm nay Quỳnh sẽ ở đây một mình với một cái view lãng mạn như thế này. À, giờ mình sẽ khám phá xem trong căn phòng này có những gì nào. Trước tiên là một chiếc giường rất là xinh xắn ở đây, chiếc bàn khách, bàn uống nước. Cặp đôi sẽ có thể ngồi đây để cùng nhau nhâm nhi. Có đầy đủ ly rượu vang, máy pha cà phê, ấm siêu tóc, tủ rượu, wow, rất chu đáo. Rồi các đồ uống thì ở trong chiếc hộp xinh xinh này. Một chiếc gương để cho nữ chủ nhân của căn phòng này ngồi make up. Có tivi này. Quỳnh tin rằng là căn phòng này cũng đã được xuất hiện ở trong vlog của anh Quang Vinh rồi, bởi vì anh Quang Vinh đã là một trong những người review ở An Lâm trước đây. Và đây là khu vực nhà tắm. Có bồn tắm bằng gỗ. Ai đang tìm đến cho mình những cái địa điểm mà thật là bình yên, thật là vắng vẻ, nhất là dành cho cặp đôi để có thể hưởng chọn cái thời gian bình yên bên nhau thì An Lâm là một nơi lý tưởng. Cộng với căn tree top như thế này, đúng là một cái không gian kỳ bí như chỉ dành cho hai người. Ở cầu tàu, à đầu tàu, đầu cầu, đầu tàu đúng không? Cầu tàu. Cầu tàu. Dù ba ngày vừa qua phải làm việc rất là nhiều, phải quay một sản phẩm nhạc mới ở đây và mong là sản phẩm nhạc này sẽ sớm ra mắt tất cả các bạn. Và lát nữa Quỳnh sẽ có một buổi ăn tối cùng với tất cả các bạn trong thành viên của ekip. Bữa ăn này do chính Resort An Lâm đã chuẩn bị.
À, theo chân Quỳnh Anh đến nhà hàng để ăn tối cùng với cả ekip nhé. Buổi tối ngày hôm nay resort An Lâm đã rất là chu đáo chuẩn bị cho Quỳnh Anh và ekip một bữa ăn tối rất là thịnh soạn, rất là nhiều món ngon. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng đến với bữa ăn tối tại nhà hàng An Lâm nhé. Ekip ngày hôm nay đã làm việc rất là vất vả nguyên một ngày dài từ sáng 5 giờ sáng, cho nên bây giờ chắc là mọi người cũng rất là mệt rồi. À, để xem là tối hôm nay thì ekip Quỳnh Anh sẽ dùng bữa với món gì nha. Mọi người đang chuẩn bị dùng món khai vị là món súp, có vẻ là súp bí đỏ. Rất là thơm. Mọi người ơi dùng đi nào. Enjoy. Ôi đói, đang đói mà ăn chắc là hôm nay phải lên cân lắm. Lên cân nha. Rất là ngon. Món súp bí đỏ rất là ngon. Đây là món sò điệp và tôm súp. Nhìn rất là hấp dẫn. Mọi người ơi hãy dùng món sò điệp tôm nhé. Một lần nữa sau khi ăn tối thì tụi mình sẽ có một màn sinh hoạt tập thể. Sinh hoạt tập thể đó là những hoạt động chung của cả nhóm. Ví dụ như là đi bơi này, chơi ma sói này, hay là gì đấy. Nhóm này chơi lành mạnh lắm. Toàn là chơi game, đoán chữ. Rất là lành mạnh. Đây là món cá hồi nướng. Chi chi. Rất là phù hợp với những người ăn ít clean như Quỳnh Anh. I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Thế này thì đi về thật là tiếc đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì cái hành trình của ekip cũng đã sắp sửa kết thúc rồi. Và Quỳnh Anh cũng như các bạn trong team cũng cảm thấy rất là tiếc nuối. Không gian rất là thư giãn như thế này, thoải mái như thế này mà lại phải chia tay để về với Sài Gòn. Và khi mà mọi người xem video vlog này thì mọi người sẽ biết được thêm một địa điểm mới dành cho các cặp đôi rất là lãng mạn và riêng tư. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Doopy doom boom bo ee da da ba dum. Doopy doom boom ba dum ba dum. Doopy doom boom bo ee da da ba dum ba dum. Doopy doom boom ba dum. Quỳnh Anh và ekip bây giờ đang ở sân bay Cam Ranh rồi và đã kết thúc chuyến công tác cùng với ekip của Quỳnh Anh. Bây giờ mọi người đang check-in để chuẩn bị bay về Sài Gòn. Trong trang phục bảo hộ rất là an toàn như thế này thì hy vọng là tất cả mọi người trong ekip đều an toàn trở về hết. Thì Quỳnh Anh cũng bớt cái nỗi lo của mình hơn. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Hy vọng sẽ có nhiều thêm nhiều những cái vlog hàng ngày nữa để có thể chia sẻ cùng với mọi người nhé. Và xin cảm ơn đã đồng hành cùng với Quỳnh Anh và ekip trong chuyến đi này. Bye bye.